Đã 2 năm nay, căn nhà của ông Ly Xeo Hòa hoàn toàn thiếu vắng bàn tay của người phụ nữ. Cuộc sống khó khăn và những trận đòn của chồng. Cuối năm 2010, vợ ông Xeo Hòa đã bỏ nhà sang Trung Quốc lấy chồng mới. Nỗi đau nhân đôi khi nửa năm sau, con gái út của ông cũng theo mẹ ra đi. Những gì còn lại chỉ là một chiếc váy cũ, một chiếc giường không và những ký ức vẹn nguyên trong người đàn ông hơ mông này. Khi vợ và con gái bỏ đi, tôi buồn và hối hận lắm, nhớ lắm, nhưng không biết làm cách nào để liên lạc lại, không biết ở đâu để mà tìm, cũng không biết ở bên kia hai mẹ con sống thế nào, có khỏe hay không. Trường hợp của Sùng Thị Cha thì có phần đặc biệt hơn. Tháng 7 năm 2011, khi vừa tròn 17 tuổi, do cả tin nên em đã bị kẻ xấu dụ dỗ bán sang Trung Quốc. Trong suốt 8 tháng ở xứ người, bị bán qua bán lại 2 lần, em đã phải chịu đủ mọi cực hình, từ hành hạ thể xác đến tinh thần. Bây giờ, ngồi bên bếp lửa hồng, Sùng Thị Cha vẫn có cảm giác run sợ mỗi khi nhắc đến những ngày tháng trốn chạy ở bên xứ người. Sau 5 ngày băng rừng, bạt núi, rất may là em đã trở về. Dạ em là bây giờ thì chúng mày không được về nữa đâu. Cho dù bố mẹ chúng mày chết thì chúng mày cũng không về được thang đâu. Trong suốt 8 tháng con tôi bị bắt sang Trung Quốc, gia đình tôi đã rất lo sợ và không biết con mình có còn sống hay không. Đến khi con trở về an toàn, chúng tôi cảm thấy vô cùng vui sướng. Từ đầu năm 2005 đến nay, ở xã Bản Phố đã có tới 89 phụ nữ đi khỏi địa phương không rõ nguyên nhân. Đỉnh điểm năm 2009 có đến 23 cô gái, chủ yếu từ độ tuổi 14 đến 18. Nhiều người cứ nghĩ họ mất tích hay bị bắt cóc. Nhưng tìm hiểu kỹ thì chúng tôi được biết, vì cuộc sống quá khó khăn, những người phụ nữ ngây thơ này đã tìm cách rời khỏi quê hương, đi theo kẻ xấu, mang theo một ảo vọng đổi đời. Sự nghèo đói cộng với trình độ nhận thức kém đã đẩy họ trở thành miếng mồi ngon cho những tên buôn người. Rất là nhiều nguyên nhân, nhất là do cái nhận thức của người dân này, thứ hai là do cái trình độ dân trí của người dân là không có, thứ hai là do là bị các đối tượng xấu nó lợi dụng cái điều kiện kinh tế là nghèo đói để rổ rỗ là lừa sang là một là đi làm sung sướng nhưng mà lừa đi sang Trung Quốc để bán. Câu chuyện về những người phụ nữ mất tích ở Bắc Hà một lần nữa đặt ra câu hỏi về hiệu quả của các chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, mặc dù Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm nhiều tới việc nâng cao chất lượng kinh tế, xã hội cho các địa phương miền núi, tuy nhiên, các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số dù đã khá toàn diện, nhưng rất tiếc hiệu quả lại chưa cao. Rồi chúng ta hoàn thiện thêm và bổ sung cái chính sách định canh định cư để chỉnh sửa lại và nâng cao cái mức hỗ trợ cho đồng bào để làm thế nào để cuộc sống đồng bào tốt hơn. Đặc biệt hết sức quan tâm đến cái chương trình là đào tạo bồi dưỡng cán bộ xã, cán bộ cơ sở thôn bản để giúp cho đồng bào có thể tự điều chỉnh, từ lãnh đạo điều hành cái hệ thống chính trị ở cơ sở được tốt. Với một cái hệ thống chính sách mới như thế bắt đầu từ năm nay thì chúng ta sẽ góp phần để giảm bớt những cái khó khăn và giảm bớt những cái hoạt động chưa được tốt. Các địa phương nếu chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền cho bà con cùng với Trung ương giải quyết được bài toán về kinh tế xã hội hoặc hạn chế những mâu thuẫn nảy sinh do bế tắc về kinh tế, có lẽ chắc chắn sẽ không còn nhiều câu chuyện đau lòng
như chuyện của Sùng Thị Cha hay của ông Ly Xeo Hòa nữa. Công an huyện Bắc Hà đã tham mưu cho chính quyền địa phương cũng như là các xã trên địa bàn lập danh sách số phụ nữ mà có nguy cơ sẽ xảy ra tình trạng bỏ địa phương hoặc bị các đối tượng lợi dụng đưa ra nước ngoài bán, giao cho các ban ngành đoàn thể xã quản lý cũng như là vận động và tuyên truyền cho họ hiểu. Thôn Phép Bùng trong những ngày cuối năm lạnh giá. Người dân nơi đây bảo rằng đàn ông hơ mông không bao giờ khóc. Điều này có vẻ không đúng, ít nhất là với ông Ly Xeo Hòa. Tôi chỉ biết cầu mong vợ con sẽ trở về. Dù vợ tôi có lấy chồng Trung Quốc hay chưa, nếu phải chờ 10 hay 20 năm nữa, thì tôi vẫn cứ chờ.